Hello, xin chào tất cả mọi người và trong trận đấu này mình lại review cho anh em về cái vị tướng Timmy, trợ thủ đỡ đòn trái tim biển cả của chúng ta với vai trò tiền vệ và yểm hộ nha. Một vị tướng rất là dễ chơi và chuẩn bị ra mắt lên Combo 3 đó. Và trước khi ra mắt thì cố gắng luyện tập vị tướng này thôi để có thể leo vào đánh đánh danh luôn. Một vị tướng thì mình dự đoán chắc là vị tướng này có giá bán là tầm 13k vàng thì đó thôi, không không đắt đâu anh em. Đó, trợ thủ mà. Rồi, một trợ thủ rất bá đạo và anh em mình sẽ cho tới anh em là xem nó có bá đạo như thế nào khi mà trợ thủ gì mà có sát thương rất là cao, không giống như những cái vị tướng trợ thủ khác như Alice, như Vytorner, Toro. Thì đây là một vị tướng đột phá với khả năng hỗ trợ cực kỳ là tốt bởi ba chiêu thức nha. Rồi, và hiện tại giờ mình đang có mặt ở cái máy chủ bản thử nghiệm, à mình xin lỗi, máy bản bản thử nghiệm lên Côn Mobile nha. Ok, máy chủ thử nghiệm này. Rồi, và khi mà đánh ở cái máy chủ thử nghiệm này nó cũng không khó khăn gì đâu anh em ơi, hầu như là anh cũng test tướng thôi, đặc biệt là mình cũng đang test tướng này. Anh em thấy nhìn thấy cái thông thạo của mình là chơi chơi cũng gọi là tương tương đối rồi ấy, gọi là chơi thoát khỏi cái kiểu là cái biểu tượng là test tướng rồi. Ok, Timmy trái tim biển cả với bộ kỹ năng của vị tướng này cực kỳ là khám lọ. Khám lọ ra sao thì anh em có thể đọc qua về chi tiết về các bộ kỹ năng của vị tướng này nha. Đó là chiêu đầu tiên tát mồ hôi khi mà Timmy bị đau bụng và sau đó là sử dụng cái chiêu đầu tiên này. Đây, giảm thân lực này, Timmy bỗng nhiên đau bụng ấy khiến toàn thân căng thẳng liên tục tát mồ hôi trong 5 giây. Rồi gọi là suốt suốt khoảng thời gian bị đau bụng và tát mồ hôi đấy, Timmy sẽ thải ra một quả rắn độc và gây sát thương cực kỳ lớn và đặc biệt là có thể làm ngây ngất đối phương đó, bị mê hoặc và bị làm choáng. Ấy, ngửi rắn của Timmy là anh em sẽ bị choáng nhá. Ok, choáng này. Đấy, em thấy chưa? Và trong trận đấu này team mình hiện tại mình đang phải đối đầu với một vị tướng cực kỳ là khó chịu với thanh niên Jafit nha. Đó. Rồi. Khám lọ chưa? Chưa gì là đọc cái cái bộ kỹ năng của nó, cái chiêu đầu tiên là mình đã thấy khám khám làm sao ấy. Đó. Giảm thân lực mà anh em nghe quả giảm phát bên ngay thì đau bụng bước vào trạng thái tắt mồ hôi, sau đó là trong 5 giây tăng tốc độ di chuyển nha, được tăng tốc độ di chuyển và cũng như là la vào đối phương cho đối phương hít giấm, và khi mà đối phương hít giấm xong thì thúi quá thế nên là sẽ bị làm choáng. Trời ơi, ngộ nghĩnh quá. một cái chiêu thức khá là thú vị. Rồi rồi ơi, Jafit ơi, bị ăn hành quá Jafit ơi. Ôi trời, nhìn có ngộ không ấy, căng thế, căng thế, làm mình căng thế, khổ quá, làm gì mà các anh em khổ vậy. Ok rồi, ơi lại lại còn quay lại, thôi thôi thôi, chết rồi, chịu luôn thôi, xác định là chắc chắc là mình chết rồi, mình bỏ mạng tại đây thôi anh em ơi. Rồi ok, ngộ không kiểu là nhìn mình ghét quá, có vẻ là hơi đẹp dai rồi, ghét quá. Trời ạ, có cái gì đâu, khổ quá, cứ thích gửi rắm của Timmy cơ. Ok, chưa gì mình đã bị mất zin rồi, có vẻ căng. Đang hành ra phít sung sướng mà tự nhiên ngộ không xuống cho mình ăn hành ngay quả đầu game này thì căng thật, không ba rồi, trời ơi. Ok, tiếp tục nha. Đấy là mình đã giới thiệu qua về cái chiêu đầu tiên vị tướng này rồi, chủ yếu là mình sẽ review cho anh em về bộ kỹ năng vị tướng này thôi. Đấy, cho anh em hiểu qua. Chứ còn không phải là mình ngồi mình đọc qua các bộ kỹ năng, các thông tin từ cái chiêu thức của nó đâu, đọc như vậy anh em rất là khó hiểu nha. Mình nói theo kiểu mình hiểu thì chắc chắn anh em cũng sẽ hiểu rồi. Chiêu thứ hai của vị tướng này là có thể là ghim vào từ ghim vào người đối phương này, là lao tới này, nhưng mà cái chiêu thứ hai là nó khá là ngắn, đặc biệt là anh em phải cần đứng gần nha để có thể giúp cho anh em thể tiếp cận được đối tốt này. Chơi luôn nào, kéo nhau. Ôi, thôi chị, thế sao tôi không bay được vào theo Jafit nhỉ? Phát đấy mà bay thì như kiểu là cái mũi khoan của Timmy nó kéo dài ra. Băng trụ không anh ơi, băng trụ không chị ơi, chị theo đát có băng trụ không chị ơi? Đây 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 đây. Khổ quá, từ từ nha. Rồi Jafit không lên rồi, Jafit chọn cách ôm trụ rồi. Ôm trụ không phải ôm gấu thôi. Hiện tại là có teo nát rất xinh mà không không lên ôm, khá là buồn. Từ từ từ, hình như là thanh niên này ngứa đòn thì phải. Một giám của sư huynh. Ok, chiêu cuối bắn thoải mái đấy, lần này thì chết chắc rồi. Mình có chiêu cuối mà hiện tại giờ mình được hồi sinh anh em ơi. Đó, hồi sinh này. Rồi, chưa gì anh em đã nhìn thấy rồi, cái bộ kỹ năng của vị tướng này rất khó chịu nha. Chiêu thứ hai của vị tướng này có thể là kéo và trúng mục tiêu, là anh em sẽ có thể là lao tới và làm choáng này, đặc biệt là có thể kéo được vào quái rừng này, vào tướng địch này, vào lính địch này, và hoặc là vào lính của team mình nha. Đó, một cái rất là lợi.
và cũng như là anh em có thể kéo được vào cả đồng đội của team mình luôn. Rồi nhưng mà nếu mà gây sát thương thì gây sát thương chủ yếu lên mục tiêu thôi, và có thể làm choáng, tiếp tục choáng này, choáng tiếp này, hai cái choáng liền luôn, hai cái choáng liền và chắc chắn chết rồi. Sống làm sao được rồi, tôi chết rồi, tôi chưa có chiêu cuối. Đừng 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 đừng, khổ quá. Sao mà khổ quá vậy trời, chết thì chết luôn hai mạng rồi. Violet ơi, em ôm hận với chị. Ok rồi, về cái hai chiêu thức của nó mình đã giới thiệu qua, bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái chiêu thứ ba nhá. Khẳng định với anh em một điều, đây là một vị tướng đầu tiên thuộc gọi là thuộc cái khả năng là vai trò trợ thủ, đỡ đòn trợ thủ, không phải đỡ đòn đâu, con này nếu mà anh em lên đỡ đòn nó khá yếu ớt nhá. Được gọi là một vị tướng trợ thủ này, có sát thương vô cùng lớn và là một vị tướng đầu tiên có khả năng hồi sinh cho đồng đội của mình và cũng như là cho bản thân, kèm theo hồi la một lượng máu rất lớn và đặc biệt là nó có thể gây sát thương phép rất là cao. Nói như thế thì chắc là anh em vẫn chưa hiểu qua. Đây, mình sẽ nói một cách phân tích dễ hiểu hơn nữa. Đó là khi mà vị tướng này búp chiêu cuối mà anh em tụt máu rất là nhanh nha. Khi mà anh em mất máu nhanh, vị tướng này búp chiêu cuối này, đồng đội của mình đứng từ 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 hình như có cớm. Đội của mình đứng trong cái vòng chiêu cuối của vị tướng Timmy này. Đây, từ từ mình sẽ sử dụng chung lần cho anh em này. Đấy. Ô, nhưng mà tèo nát là sống dai quá rồi, chết rồi. Ôi, chụp bạn em. Trời ạ, rát hết cả mông em. Đó đâu, tướng của mình khi mà đồng đội của mình đứng cạnh cái chiêu cuối của vị tướng Timmy thì sẽ được hồi sinh nha, khi mà bị chết sẽ được hồi sinh này. Đặc biệt là khi mà vị tướng Timmy bị chết xong và đang chờ cái giây phút hồi sinh ấy, và khi vị tướng này được hồi sinh xong thì nó sẽ gây sát thương phép rất lớn cho những cái tướng địch và cho những cái gọi là cho những cái mục tiêu đứng đứng bên cạnh vị tướng Timmy này. Đó, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 vị tướng Timmy đều gây sát thương phép hết. Chứ không phải là anh em thấy là cái chiêu cuối của nó có mỗi tác dụng là hồi sinh đâu, đặc biệt là nó có khả năng là gây sát thương được nhá. Đó, một cái rất là lợi thôi. Trời ơi, phát đấy mà kéo được là mình sấp mặt luôn. Mặc dù là chưa có chiêu cuối, sấp mặt luôn. Ok, đẩy trụ đi kia một phát nữa. Ok, xong rồi, trước khi nó ra mắt mình review cho anh em một cái kiểu là vui vui thôi, tại vì đây là một vị tướng rất là khắm bựa, cực kỳ là bựa luôn. Mình đọc qua bộ kỹ năng của vị tướng này cũng phát phì cười luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ phải nói theo kiểu là một một dám là chết luôn một vạn, không biết là được thành công hay không. Hy vọng rằng, và đây là một vị tướng thì nếu nói chung về cái lượng sát thương chủ yếu vị tướng này đó là chiêu đầu tiên rồi. Thế nên là những cái level đầu này anh em cố gắng cộng mắc cái chiêu đầu tiên mắc cái chiêu đầu tiên nhá. Cộng cái chiêu đầu tiên trước đã, rồi sau đó là anh em mới tính nâng mấy cái chiêu sau. Rồi, ở nhà fit kìa. Tát mồ hôi tăng tốc độ di chuyển và anh em thể lên cái giày Hermes nhá. Lên giày Hermes để khả năng vị tướng này cơ động và đi ganh đảo đũa cơ á. Ông này có nhìn thấy không kìa, kém thế chả nhìn thấy map gì cả. Ok, chiêu cuối này. Ôi, nhưng mà đội mình tới rồi, rất là trâu bò anh em ơi. Ấy ấy, làm gì căng thế, khổ quá. Nhìn thấy em trái tim biển cả mà cứ tí lao vào hấp thôi. Nhìn dáng người nhỏ nhắn này phải hợp với Alice với Moren này. Hai vị tướng và vị tướng Whis nữa. Hiện tại giờ chuẩn bị lên combo mobile ra khá một hàng loạt gọi là bộ tộc người lùn nha. Trong đó góp mặt của đầu tiên là Alice, Moren, Timmy và cũng như là xạ thủ Whis. Trời ơi, sắp được một team người lùn rồi. Không biết là còn thanh niên nào lùn nữa không nhờ, mình nhớ không nhầm hình như là hết rồi thì phải. Đó, không biết là nếu mà thiếu anh em bổ sung cho mình nha. Rồi, tiếp tục nha, đánh giấm này, đánh giấm này. Rồi, trời ơi, một phát thôi, một quả giấm thôi, đi luôn đàn lính. Không thể tin nổi. Không thể tin nổi này, này 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 này. Đấy, và cũng như là cái chiêu đầu tiên của vị tướng Timmy này, anh em có thể kích hoạt trước nha, trước khi nó phát nổ cũng được. Nhưng mà nó không gây sát thương không được lớn đâu. Ôi trời ơi, hiện tại mình chưa lên full phép nên là cũng chưa đau. Ôi, làm gì mà bắn em rót, làm gì mà bắn em sót thế. Ôi thôi, không nghịch dại. Không nghịch dại, không nghịch dại. Rồi, không thể nghịch dại được. Đây, bây giờ là hết hết quái rồi, bây giờ mình phải lại đành phải vào trong rừng để kiếm ít vàng sinh sinh sống thôi. Ok. Đâu rồi, chưa thấy cái con bùn xanh, đây đây, từ từ mình sẽ ra hỗ trợ nha. Có chiêu cuối mà anh em cứ quánh nhau thoải mái đi. Ôi, căng thế, làm mình căng thế rồi. Rồi mình chiêu cuối này. Đấy, đập chết em này. Bây giờ mình lại được hồi một lượng máu nha, thấy chưa anh em nhìn chưa? Ui, thôi 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 thôi, căng thế, làm gì mình ghê thế. Đó.
xả quả giám thần trưởng ra chết hết lũ. Mình hài nhất là cái kiểu là khi mà vị tướng này sử dụng chiêu đầu tiên đấy và phát nổ xong thì đối phương bị hít giấm và bị làm choáng ấy, kiểu phê quá anh em ơi, nó thúi quá nên là phải bị choáng mất một một lúc ấy, kể cả quái rừng cũng không thể chịu được luôn. Hy vọng rằng thì vị tướng này ra mắt được anh em đón nhận nha, chứ còn mình không phải là bắt buộc em mua đâu, không phải là review cho Liên Quân Mobile đâu. Đây là chủ yếu là giới thiệu cho anh em qua thôi. Những cái vị tướng nào mình thấy là nó khỏe thì mình có khuyên anh em nên mua thôi, chứ còn những cái vị có những cái vị tướng nào mà nó khó chơi hoặc như nào mình nói thẳng luôn. Rồi đây là vị tướng rất dễ chơi nhá, khéo mà mấy anh em mà chơi vị tướng này chắc là nghiện mất thôi. Nhìn rất là ngộ nghĩnh là một này, sau đó là cái sát thương của nó này, trợ thủ gì mà một trưởng và một mạng thì không thể tin nổi rồi. Anh em có thể nhìn thấy là Alice và Toro, những cái vị tướng Moren, à mình xin lỗi nhầm, mình mang 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 máu thế. Alice này, Toro này, rồi Vajrayana này, làm gì có chuyện một trưởng và một phát và một một chiêu tức có thể hạ được một một mạng đâu. Đối với Timmy là khác, Timmy là có thể là một giẫm một mạng rồi. Nếu mà anh em lên full sát thương nhá. mình sẽ cố gắng lên full sát thương thôi. Cái gì đấy, ông định còn định vào đây cướp 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 tài nguyên gì đây, cướp tài nguyên gì đây, khổ quá cơ. Rồi đã lấy được thành công cái combo xanh, ôi thôi thổ lộ rồi. Có Lin đi sử dụng cái chiêu phát hiện người trong đứng trong bụi. Từ từ từ, phát này sống sao, sống sao, một chưởng ôi chết luôn tám mà. Rất là tiếc mình không phải là người gây sát thương cuối cùng để ăn mạng, hóa ra là cái thanh niên theo nát của team mình cơ, đáng tiếc thật, lại hỗ trợ rồi. Trận này có vẻ hơi bị mờ nhạt thì phải. Và từ từ ăn nhau với late game, đầu game hiện tại là giữa game, chưa chưa thể nổ được, cứ phải đến cuối game là mình sẽ nổ nha, phát nổ luôn. Rồi kích hoạt trước cũng được nhưng mà không được gây sát thương cao, cố gắng để cho nó tự kích hoạt thì nó sẽ gây sát thương lớn hơn anh em ơi. Này phát này nhận đó, hình như là thanh niên Jaffit đang lên tank thì phải, nhìn trâu bò vãi. Bây giờ mình sẽ phải cố gắng tiếp tiếp cận được ôi ôi nửa cây kia anh em ơi. Trời đất ơi. Ok, mình có chiêu cuối mà. Đó, ui, hồi sinh một phát búp luôn đầy cây máu, anh em này tin nổi không? Tin nổi không, một mạng. Tiếp tục nào. Đắp và kill, thôi thôi thôi. Không tin nổi. Khi mà bật chiêu cuối mà bị chết một phát là được hồi sinh đầy cây máu luôn. Như kiểu được hai mạng luôn, là nếu mà vị tướng này mà anh em lên cái trang bị đó là cái giáp hộ mệnh thôi thì cực kỳ khó chịu. Với 3 lần hồi sinh nhá. Đâu hai lần hồi sinh chứ. Khi mà ok, ra tranh ra tranh. Khi mà anh em bật chiêu cuối xong là được hồi sinh này, xong rồi hết chiêu cuối đó lại bị chết lần nữa, đây anh em có giáp hộ mệnh nữa, trời đất ơi. Rất là khó chịu, gây rất là khó chịu. Và khi mà ơi ngộ không là thì căng thế, cứ thích hít sắm của em không. Rồi, không dám vào đây, hình như đang trong bụi thì phải. À, phát này chết này. Chết 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 đi còn gì. Hai dám chết luôn này. Ôi trời ơi, mình lại bật chiêu cuối này thì sống sao, sống sao, sống sao, sống sao. Thôi, phát đấy mà kéo chúng được mình sấp mặt luôn. Rồi, hiện tại phút thứ 12 rồi. Cố gắng kết thúc trận đấu sớm thôi. Cái quả cầu này đuổi theo ai đấy. Ngộ không chạy nhanh. Ôi, xoát thế. Rồi đuổi đi, cố gắng đuổi đi, đuổi em này. Mình đang đợi chiêu cuối nhưng mà lâu quá anh em ơi. Phát này một thổi 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 hàm quá. Nhưng mà một trưởng của mình thôi là đủ làm choáng được ba người và cũng như là gây sát thương rất lớn, đem lại bản thân là được một mạng luôn. Rồi, 5 điểm hạ gục và 5 điểm hỗ trợ rồi. Tiếp tục thì mình sẽ lên cái quyền trợ này nha, giúp tăng một lượng lớp giáp ảo rất là tốt khi mà còn tị máu anh em sẽ là ủa ngộ không này hiện tại đang solo với cáo chín đuôi. Đấy là theo kiểu là ngộ không đang bắt yêu quái đấy, rồi ngộ không không bị yêu quái và chết dưới tay của một vị tướng xạ thủ rất là xinh đẹp theo Anat đó. Rồi hiện tại thì mình cũng không phải không không phải là nổi trội quá trong cái trận đấu này, mở nhạt quá. Rồi từ từ từ. mới ăn được 5 mạng thôi. Ok tiếp tục nào. Bây giờ phải cho mấy thanh niên kia hít giấm thân trưởng. Rồi bây giờ phải cho quái rừng đã, mình sẽ kiếm con bùa xanh, sau đó là sẽ đi chung với đồng đội. Thử xem nha, xem mấy phát là chết được cái con bùa xanh này. Một giấm này. Rồi chắc là phải 3 phát thôi. À đâu, chắc là 2 phát giấm thôi là chết rồi. Kèm theo mấy phát đòn đánh thường. Phát này là chết này. Rồi. Ok, 2 phát là chết cái con bùa xanh. Trợ thủ đấy, anh em nên nhớ đây là trợ thủ nhá, nhắc lại là trợ thủ nha, chứ anh em lúc đầu game anh em không không nghe kỹ, anh em cứ ở đây là pháp sư, khi mà chứng kiến lượng sát thương của nó thì mình không chịu trách nhiệm đâu. Trợ thủ nha, từ từ nào, một phát này, ui
bộc phá chết rồi. Mình có chiêu cuối mà. Trời ơi nhìn nhá. Lúc mình hồi sinh này. Đấy gây sát thương lớn này. Thấy chưa anh em thấy chưa? Một mạng nữa. Tiếp tục là. Ui rồi thôi thôi. Triple kill thôi thôi. Mình ăn quá ra kill thôi. Trời ơi Penta đâu rồi. Mega kill. Quá ra kill. Rồi. Đen thật không được mega kill kìa. Ok kết thúc trận đấu rồi. Đó trước khi ra mắt mà mình lại được ăn Quarakill khá là may mắn nhưng mà không được APP. Ok, cảm ơn người đã theo dõi video mình, clip của mình review về cái vị tướng mà sắp sửa ra mắt lên combo mobile bản chính thức xe vào mặt trời đến đây kết thúc rồi. Nếu mà anh em thấy clip này hay nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, yêu tất cả mọi người. I love you, bye bye, chị I love you, bye bye.